Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Bếp Củi TV. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn của Bếp Củi TV nhé. Xin chào mọi người. Mẹ ơi, hôm nay mình ăn món gì vậy mẹ? Hôm nay nhà mình làm bánh cuốn tráng chảo. Nguyên liệu của nó là nó có 3 lạng, mình mua 3 lạng nạc dăm. Nạc dăm nó có tí mỡ với nó mềm, mình xay ra mình làm cho nó ngon. Với thêm 1 lạng rưỡi tôm, tôm thì mình rút chỉ rồi. Đấy là cái này là cái là mình làm nhân. Còn bắt đầu nó có nguyên liệu của nó để mình làm là nó có 50g nấm mèo. Nấm mèo ta gọi là mộc nhĩ á, với 1 củ hành tây, với 2 củ đậu, với 100g hành củ, với mấy cái gốc hành lá. Và đây là muối, nước mắm, bột nêm với hành lá. Với là thêm một món nữa này nữa là món rau. Món rau thường thường là người ta thích ăn, sở thích của người ta là thích salad. Nhưng mà nhà mình thì thích ăn dưa leo. Gặp như con thích ăn dưa leo. Thì giá dưa leo với rau thơm. Tiếp theo là mình làm gì hả mẹ? Giờ bây giờ kế tiếp là mình pha bột ha. Bột mình mua bột bánh cuốn. Bột gạo người ta đề là bột bánh cuốn của Tài Ký. Bột này nó ngon. Thay vì bây giờ mình 400g ha, mình đổ vào 400g bột thì mình cho 200g bột năng đi, cho cái bột nó dẻo, nó dai ngon hơn ha. 200g bột năng. Bây giờ mình ngâm nước, tức là mình ngâm nước ấm. Nó là 400g bột gạo với là 200g bột năng. Thì mình làm 1 lít rưỡi nước mình ngâm ha. Nhớ là nước ấm nha các bạn. Cái này mới có 1 lít thôi nha. Cho nó là 3 muỗng dầu ăn nha. Từ từ, đánh từ từ để mẹ đổ dầu xong là con 3 muỗng canh dầu ăn, cho 1 gốc muỗng muối thôi. Mình cho dầu ăn vô để làm gì vậy mẹ? Mình cho dầu ăn vô để lát mình tráng cái bánh đó. Cái bánh nó láng, nó bóng, cái bánh nhìn đẹp lắm. Với là mình tráng nó cũng dễ, nó không có dính nữa. Cái này mình ngâm chừng nửa tiếng đi. Trong lúc mình để mình ngâm nước này cho nó lắng thì mình lại đi làm các nguyên liệu khác nha. Bước tiếp theo mình sẽ làm cái gì mẹ? Bây giờ mình cắt hành tây ra thành hạt lựu ha. Ra hạt lựu này, bây giờ mình cắt ha. Bây giờ con lấy nấm mèo cho mẹ. Kế tiếp là nấm mèo. Nấm mèo mình nhớ mua cái nấm mèo hai da nhé. Hai da cái nấm nó to mà nó ngon, nó không có cái gốc nó nhiều, nó dày. Bây giờ nấm mèo mình cắt nhỏ lại. Thì người ta cắt sợi, còn nhà mình thì cắt nhuyễn ra luôn. Này là hành củ, hành tím này. Bây giờ là mình nước sôi ha. Nó chỉ sôi vừa tới rồi, bắt đầu mình tắt bếp này. Và mình cho cái này mình trụng đi. Mình trụng thịt với tôm vô đây. Đây mình trụng cho nó, cái thịt nó rời ra. Xong mình cho tí muối vô. Bắt đầu mình sẽ vớt nó ra ha. Bắt đầu giờ mình cho dầu vô, mình phi hành ha. Mình phi dầu nhiều nhiều xíu để lát mình tráng bánh. Bây giờ mình cho hành vô ha. Kệ cho nóng tí xíu mình cho vô cũng được. Cái chảo này nó dày nên vậy nó lâu nóng. Quậy cho nó đều để cho hành nó đều, nó không nó vàng đều nha. Bây giờ mình giảm nha, nếu mà nó vàng này rồi con phải giảm bớt này. Hoặc là con tắt bếp luôn. Rồi bắt đầu đổ ha. Quá đẹp. Nhìn cái màu đẹp quá. Mình nhớ là cẩn thận, tới màu vàng nhiều rồi là mình phải tắt bếp. Đừng để nó cháy, cháy là ăn nó đắng lắm. Bây giờ mình lấy cái dầu này nè. Cái dầu mà mình phi hành này nè. Mình cho vào chảo ha. Tiếp là mình cho hành lá, hai hành củ. Mình xào cho cái hành tím này nó xanh, nó vàng vàng tí xíu ha. Cái tiếp là mình cho hành tây. Hành tây cắt hộp lựu. Nãy mình còn sót một cái món cổ đậu. Cổ đậu cũng có hành lựu lắm mà. Cổ đậu là mình cắt sợi cho nó dài dài. Kế tiếp là mình cho nấm mèo vô ha. Mình thơm quá mẹ ơi. Thơm quá ha. Bây giờ mình
thì xào qua đây cái này cho nó đều ha, xào cho nó chín này. Cái cuối cùng bắt đầu mình cho nhân này. Đấy, đặc biệt nhất là các bạn, cái nhân này, cái nhân này mình trụng nước sôi á nên nó rời, nó rời nó làm cái bánh nhân nó rời nó đẹp, mình không cần phải nghiền nó ra. Nhân ngon ha, thơm chưa. Bây giờ con đảo đều rồi, thịt nó chín rồi ha, bắt đầu mình cho nước mắm. Mình cho một muỗng cặp, một muỗng canh á, muỗng rưỡi canh nước mắm này. Mình cho một tí xíu, gốc một nêm thôi, đường. Mình cho một muỗng ngang ngang thôi, không có cho nhiều lắm, tại nhà mình không ăn ngọt. Tí tiêu nữa, tí xíu tiêu nữa. Bây giờ mình cho một tí xíu hành phi ha. Hành phi mình phi hồi nãy á, bây giờ mình bóp đi, bóp nhuyễn này. Bây giờ mình cho vào, thịt nó thơm. Cái nhân của mình nó ngon rồi đó. Bây giờ cuối cùng là mình cho hành lá cho vô. Nhìn thấy ở nhà mình hồi xưa mình cũng nghĩ là nó khó làm bánh cuốn, biết đời nào mình chỉ là phải có cái khuôn mình làm, nhưng bây giờ thì dễ rồi. Bây giờ mình chỉ cần một cái chảo không dính hoặc một cái chảo đá dày như thế này là mình làm được. Giờ bắt đầu mình, hồi nãy mình ngâm nãy giờ cả nửa tiếng, hơn nửa tiếng rồi đó. Bây giờ mình vớt mấy cái nước này này, nước nó lắng bọt này này. Bữa nào mà đổ tô này, mình múc nước này, nước trong này ra bao nhiêu thì mình phải chế vô lại ha. Bây giờ mình chỉ lấy ra cái nửa tô à, lát mình châm lại nửa tô này nhá. Rồi con đi đổ đi, con châm vào nửa tô lại cho mẹ. Hồi nãy mình lấy ra nửa tô này thì bây giờ mình cho nó vô lại ha. Mình lấy bao nhiêu thì mình cho vô lại bấy nhiêu. Tại vì cái nước này nó có sẵn của nó là 1,5 lít rồi. Cái này là sẽ lấy cái bông gòn y tế á các bạn, mình quấn trên cái đầu đũa, mình cột lại, mình tráng chẳng cho có tí dầu này. Đợi khoảng cỡ 10 giây thì chúng ta sẽ cho ra nhỉ các bạn. Rồi được rồi đó. Bây giờ mình cho nhân vô, thịt nhân vô mình quấn ra lại. Tùy theo mỗi người ăn, như người thích ăn nhân nhiều thì ăn. Đấy. Như vậy là mình tiếp tục làm những cái bánh còn lại như vậy nha. Sau khi mình làm bánh cuốn rồi xong xuôi hết rồi, bây giờ là mình tiếp tục mình chuẩn bị làm một chén nước mắm để mình ăn nha. Ở đây có một muỗng canh đường, một muỗng đúng một muỗng canh đường ha. Bây giờ mình một muỗng canh đường là mình cho một muỗng rưỡi đi, tại bánh cuốn mình làm ít thì mình cũng vậy thôi. Bây giờ mình đánh lên, mình làm vừa thôi. Lại nước mắm này xong rồi mình lại còn cho nước ấm, nước sôi ấm á, mình đánh đường lên. Rồi kế tiếp mình cho nó 3 muỗng. Rồi bắt đầu mình đánh cho tan đường ha. Cái này mình không có làm nước mắm chua ngọt, tại mình ăn bánh cuốn chứ không phải là mình ăn mấy món rau, mấy món trắng kia làm chua ngọt. Ví dụ món ốc con gì chua ngọt, còn này bánh cuốn rồi nó có thịt, có đồ ngọt. Ba rau kia nó ngọt ngọt rồi, nó có đồ chua rồi, nó không có cần làm ngọt nữa, không là làm chua nữa. Mình đánh cho nó tan đường đi ha. Rồi cuối cùng là mình ớt với tỏi này mình băm xong rồi á, bây giờ mình cho vào đây. Khi mình làm cái này là mình không có phải giã tỏi gì hết á, mình chỉ băm ớt tỏi, mình làm nước mắm xong xuôi rồi mình cho cái này lên, bắt đầu nó cái ớt với cái tỏi này nó nổi lên này. Đó. Nước mắm mình là ngọt với là mùi tỏi thơm cay cay chứ không có chua nhá. Tên. Vậy là món bánh cuốn của hai mẹ con mình đã hoàn thành rồi nè. Các bạn cũng có thể cắt một vài lát ớt và trang trí thêm vài cọng ngò, nhìn rất là đẹp mắt và rất là hấp dẫn nha. Chúc các bạn vào bếp và thực hiện món này thành công nha. Mời các bạn, chúng ta cùng ăn thôi. Ăn nha.